Sau đây cô sẽ giới thiệu đến các con một số đoạn văn mẫu để các con có thể dựa vào đó lấy những từ ngữ trong đó, sử dụng những từ ngữ đó phù hợp với anh chị em của mình để nói về anh chị em của mình nhé. Các con thân mến, qua phần giới thiệu của bạn Nam ở đầu bài và phần sơ đồ tư duy vừa rồi thì cô chắc rằng các con sẽ có thể làm bài tập làm văn tả về anh chị em của mình. Nhưng trước khi các con làm bài thì cô muốn giới thiệu đến các con một số đoạn văn tả về anh chị em của các bạn nhỏ, các con có thể tham khảo thêm nhé. Và bài văn kể về đầu tiên là bài văn kể về anh. Anh trai của em tên là Minh Hoàng. Anh 13 tuổi. Bạn đã kể về anh của mình ở phần đầu tiên, đó là phần giới thiệu, là tên và tuổi của anh. Tiếp theo, phần tiếp theo, bạn tả hình dáng bên ngoài của anh mình như thế nào? Mái tóc anh đen nhánh. À, đó là đặc điểm duy nhất bạn cảm thấy ấn tượng ở anh của mình. Thì có thể các con cũng chỉ cần tả một đặc điểm duy nhất thôi. Tiếp theo là tính tình. Tính tình của anh Hoàng rất điềm đạm. Anh đang học lớp 9 ở trường Vân Đồn. Năm học vừa qua, anh đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em rất yêu quý và hãnh diện với anh của mình. Các con cũng có thể đảo ý đưa việc anh học ở trường, ở lớp nào xuống dưới, bởi vì câu tiếp theo sẽ có sự liên quan, đó là năm học vừa qua, anh đạt danh hiệu học sinh giỏi. Và ý cuối cùng để kết thúc bài bao giờ cũng là nói về tình cảm. Em rất yêu quý và hãnh diện với anh. Đó cũng chính là một đoạn văn ngắn phù hợp với các bạn của lớp 2. Chính vì vậy mà cô đã đưa ra đoạn văn này để các con có thể tham khảo đấy.